Xong rồi xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay rất là lâu mình mới đi tham dự một buổi ra mắt phim và rất là vui và hạnh phúc là khi mọi người Việt Nam chúng ta luôn đến ủng hộ những bộ phim được ra mắt, và đặc biệt là lần này bộ phim được chuyển thể từ một tác phẩm rất là nổi tiếng là truyện Kiều. Thì đây cũng là một điểm cộng rất là lớn khi mà có được nhiều nhà đầu tư cũng như là những nhà sản xuất đã mạnh dạn khai thác về những cái văn học và những tác phẩm hay như vậy. Và trong bộ phim này thì mình coi thì thực sự là cảm giác thấy một bộ phim cực kỳ đầu tư nghiêm túc, thấy những cái cảnh quay cực kỳ đẹp, những cái cảnh quay cũng như là những cái chọn cái location hay những cái đầu tư về bối cảnh đó rất là đẹp mắt, và khi mà người ta coi đó, thì người ta cảm thấy như là nó giống như là nó không phải là không biết nó phải có phải ở Việt Nam hay không đó. Xong lưng coi có những cảnh mà mình nghĩ là trời, mình muốn đến đây một lần đó. Thì phải công nhận là đoàn phim đó rất là chịu cực chịu khó để di chuyển những mối cảnh nó hùng vĩ như vậy. Ngoài ra về câu chuyện này nói chung là không nên tiết lộ quá nhiều, nhưng mà bản thân luôn coi thì thật sự là cái đoạn mà chỗ Duyên và Hà có cái hàng cũng như là chú Sinh có cái đoạn gây cấn lắm. Thì đoạn đó thật sự coi từng con mình thật sự là ngồi mình thất vọng, không biết là mình xử lý sao. Nếu mình là cái người, nếu mình là chú Sinh không biết là mình sẽ giải quyết sao trong trường hợp đó. Và đặc biệt thì lần này mình đi mình ủng hộ cho cái Duyên, rất là bất ngờ với cái sự diễn cái diễn xuất của cái Duyên vì sorry cắt đoạn này nha. Và lần này mình đến ủng hộ cho Mỹ Duyên và thật sự rất là bất ngờ với đứa em gái của mình, là Mỹ Duyên diễn rất là hay, diễn rất là nhập tâm, và thật sự là nó mình khá bất ngờ vì trước đây chưa bao giờ coi Mỹ Duyên diễn hết. Cao Thái Hà thì đóng chung đội, tôi sẽ định dạy người làm đó. Quay mấy con được. Rồi anh Tâm ơi, anh cảm thấy vai diễn của chị Chanh trong phim là mày như thế nào hả? Thật sự thì Tâm cảm thấy rất là bất ngờ khi lần này chị Chanh xuất hiện trở lại trong vai này. Thì đây là một tác phẩm rất là đặc biệt, và cũng lâu lắm rồi thì điện ảnh của Nam mới có một tác phẩm tốt như vậy, một tác phẩm vũ trang. Tâm không nghĩ rằng tác phẩm này Mai Thu Huyền lại làm tốt đến mức độ như vậy. Và Tâm cảm thấy rằng rất là hãnh diện về điện ảnh Việt Nam lại có một người nữ đạo diễn đã thực hiện thành công một tác phẩm như vậy, và đặc biệt là chị Chanh cũng có mặt một vai mà rất ấn tượng trên tác phẩm này. Hả chị Chanh hả? Là gì vậy tú bà? Bạn thấy như thế nào Tâm? Bạn có gì là tú bà không? Chắc phải theo tú bà này hoài luôn quá. Hy vọng là mọi người hãy cố gắng đến rạp và đón xem để theo dõi tác phẩm này nhé. Chính quá. Hay quá. Xin anh mang đến cho con người Việt Nam. Dạ anh cho em hỏi là anh có thích bộ phim không và vì sao ạ? Vì sao anh thích bộ phim? Đây là bộ phim thực sự là bộ phim đây là bộ phim khá là đặc biệt đối với Sơn, tại vì một cái bộ phim thường thường bộ phim vũ trang rất là khó làm, nhưng mà mọi người làm bộ phim rất là tốt, và nó đem ra một không khí rất là khác đối với cái thị trường phim Việt Nam. Trong bộ phim anh thích nhất nhân vật nào và vì sao thích ạ? Sẽ nghĩ là mỗi cái nhân vật đều có một cái khía cạnh hay, và Sơn rất là trò chuyện. Cái phần cuối của bộ phim khá là thú vị, cho nên là bao nhiêu người xem cảm thấy là cũng rất là vui. Nó cũng có cái thông điệp rất là lạ. Dạ, nếu như mà anh được đóng một vai trong bộ phim thì anh thích nhất đóng được vai nào trong phim? Nói chung là Sơn cũng không có nghĩ đến mình sẽ đóng gì trong đây, nhưng mà suy nghĩ là tất cả những diễn viên trong bộ phim này làm rất là tròn vai, và cái màu sắc của những bộ phim mà vũ trang như thế này rất là khó làm, nhưng mà Mai Thu Huyền làm rất là tốt cho bộ phim. Cảm ơn anh. Anh Sơn ơi, em có thể hỏi anh cảnh quay nào mà anh cảm thấy ấn tượng nhất trong phim này? Anh nghĩ là những cái cảnh quay giống như là cái ở suối nước nè, rồi những cái cảnh mà thật sự cái bộ phim này khi mà Sơn coi thì Sơn thấy
Mai Thu Huyền làm rất là tốt những cái bối cảnh này, và chắc là rất là tìm kiếm nhiều cái bối cảnh rất là lạ mà Sơn chưa từng thấy. Và thật sự là khi mà bộ phim này lên thì sẽ cảm thấy là Việt Nam nó quá đẹp. Anh có nghĩ là đây là một bộ phim nó có mang yếu tố là người thứ ba, nhưng mà cái người thứ ba lại bộc lộ một cái khía cạnh rất là khác, tức là bạn Kiều. Khi mà cái sự xuất hiện của bạn Kiều trong mối quan hệ giữa Thúc Sinh với Hoàng Thư, thì anh cảm thấy như thế nào về cái việc mà đạo diễn đưa cái vai Kiều vào, có phải là một cái góc nhìn thương cảm cho người thứ ba không anh? Thật sự là cái bộ phim cái kịch bản này thì dĩ nhiên là một cái kịch bản giống như là mình có thể chuyện câu chuyện này mình có thể hư cấu lên tất cả, nhưng mà sẽ nghĩ là Mai Thu Huyền cũng có cái kịch bản khá là tốt, và cái dàn diễn viên thì diễn cũng tròn vai, và Sơn thích nhất là những cái bối cảnh rất là nhìn rất là hoành tráng và có một cái sự đầu tư rất là chỉnh chu trong này. Dạ rồi má chạy, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem bộ phim này được không? Sau khi xem phim này mình cũng khá là thẹn, hơi ngại một tí, nhưng mà thật sự là bộ phim rất là hay và nóng bỏng. Mình nói chung là rất là bất ngờ khi mà xem xong phim, và mình cảm thấy là số phụ nữ trong chuyện Kiều này, trong cái phim Kiều này cảm thấy khá là bi đát, và mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh mà cũng giống như là mỗi cái nỗi niềm riêng, và hy vọng là mọi người sẽ đến ủng hộ cho Kiều của Mỹ Duyên nha. Chị cảm thấy thẹn là có phải là chị đang nhắc đến cái cảnh, những cái cảnh nóng trong phim không ạ? Vâng, xem Kiều xong rồi mình cảm thấy rất là nóng bỏng, nóng hết cả mặt mũi tay chân. Có những cảnh mà mình nghĩ là nóng, siêu nóng luôn á. Nhưng mà không phải là quá là phản cảm hay là như thế nào hết, mà nó cũng rất là nhân văn. Nó cũng nói chung là cũng nghệ, rất là nghệ thuật. Nó có một cái riêng của nó, cho nên là mọi người bây giờ mình nói hết thì mọi người sẽ không còn gì để coi nữa, nên mọi người hãy ra rạp nhờ sẽ hiểu được là tại sao mình nhân lại ngại đến như vậy. Rồi, ok. Phim của Kiều sẽ thu hút được khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau. Thực sự là một bộ phim đáng xem để trải nghiệm những cái khu vực của một bộ phim cổ trang rất đặc biệt của Việt Nam vào thời điểm này. Chị có một câu nữa là chị có cảm thấy bộ phim là xứng đáng để mọi người ra rạp. Tôi nghĩ đây là một bộ phim rất là xứng đáng để bạn ra rạp xem, bởi vì là ngoài những cái cảm nghiệm, trải nghiệm về cảm xúc thì bạn còn được hòa mình vào một không gian thiên nhiên rất là tuyệt vời. Thực sự là hãy đến đến rạp để xem phim Kiều nhé. Cảm ơn chị. Cảm ơn em. Về cảm xúc thì bạn còn được hòa mình vào một không gian thiên nhiên rất là tuyệt vời. Chụp đôi xong rồi đơn nhá. Dạ, chụp đôi xong rồi đơn. Cái áo đừng chừng đạp nha. Rồi, cả nhà cho. Dạ, đây hả? Dạ, đây mấy chị. Dạ, chị đây. Của dàn diễn viên, và đặc biệt là chính là nghệ sĩ nhân dân Lê Thanh với một cái diễn vô cùng tinh tế, cùng dàn diễn viên trẻ vô cùng xinh đẹp, chắc chắn sẽ không làm cho quý khán giả thất vọng khi đến xem bộ phim Kiều trong đợt ngày ra mắt ngày hôm nay. Rất mong tất cả quý vị hãy ủng hộ cho bộ phim Kiều nhé. Xin chào. Lại thêm lần nữa nha. 1, 2, 3.
nhiều nha. Xuống.